đôi chút duyên với chút tình. Anh em chúng ta về đây từ Bắc Trung Nam bốn phương trời, đến với nhau cùng sống với nhau, trao nhau nỗi niềm buồn vui trong chiều tơ khát vọng. Vì mình là anh em chung một cha trên trời, vì mình là anh em chung cội nguồn yêu thương, vì mình là anh em chung một mẹ giáo hội, nguyện trở thành yêu thương nên một trong yêu thương. Tay nắm tay chung tấm lòng, anh em chúng ta hợp nhau xây đắp yêu thương công lý hòa bình. Mỗi trái tim cùng nhau góp về tươi vui chân thành cảm thông cho tình yêu xanh ngát đời. Vì mình là anh em chung một cha trên trời, trên trời, vì mình là anh em chung cội nguồn yêu thương, vì mình là anh em chung một mẹ giáo hội, nguyện trở thành yêu thương bên một trong yêu thương. Vì mình là anh em chung một cha trên trời, vì mình là anh em chung cội nguồn yêu thương, vì mình là anh em chung một mẹ giáo hội, nguyện trở thành yêu thương nên một trong yêu thương. Vì mình là anh em chung một cha trên trời, vì mình là anh em chung cội nguồn yêu thương, vì mình là anh em chung một mẹ giáo hội, nguyện trở thành yêu thương nên một trong yêu thương, nguyện trở thành yêu thương nên một trong yêu thương. Giáo họ Đông Dần này là một giáo họ thì bây giờ số nhân danh ấy là khoảng 1.300 nhân danh. Thì từ khi mà có được sự chỉ dụ của hướng dẫn của cha xứ Nguyễn Quang Triều và cha Doan Ngô Văn Khuê thì giáo họ cũng đã đồng thuận cùng với các cha để xây dựng ngôi thánh đường. Thì ngôi thánh đường này thì được xây dựng với diện tích là 800m² sử dụng và chiều dài là 48m và chiều ngang của nhà thờ là 16m, chiều ngang của cung thánh là 23m, chiều cao là 18m, chiều cao của tháp chuông hai tháp là cao 35m, tính từ cốt không cho đến hết thánh giá. Công nhân thợ đây thì là chủ yếu là nhờ một số anh em thợ, tổ thợ ở bên Hiền sang với cùng với thợ của giáo họ là đứng ra xây dựng. Thế từ khi xây dựng đến giờ đến thời điểm hôm nay thì đã được 9 tháng và dự kiến trong 3 năm sẽ hoàn thành. Đang ước tính theo như là ước tính ấy, mà làm như thế này thì đang ước tính được khoảng 12 tỷ. Trung thành bền vững suốt đời. Hôm nay lên nhà Chúa, ta
bóng cha hiền. Con dâng lên tiếng hát chân thành ngợi khen Chúa. Con giơ cao đôi tay hao gầy nguyện xin Chúa. Xin thương ghé đôi mắt nhân từ giúp con mãi tin kính nơi Ngài. Đừng để tình yêu con úa phai, niềm trung thành bền vững suốt đời. Duy bao ân tình Chúa xuống hồn con như mưa, thương mến con vô bờ, con dù mãi hững hờ. Niềm trung thành bền vững suốt